Loại củ xẻ bèo ngoài chợ lại có thể chữa bệnh cực tốt, lại còn cấp nước cho da luôn căng bóng, không dùng vào mùa đông, đúng là phí cả đời. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, củ đậu là một thực phẩm dân dã có giá thành rẻ và đặc biệt phổ biến vào mùa đông. Củ đậu thường được dùng để làm món ăn tráng miệng, sử dụng trong các món nộm, salad rất ngon. Ngoài ra nó còn được dùng như các loại quà giải nhiệt rất tuyệt vời để ăn khi háo nước. Phổ biến là như vậy, nhưng rất ít người biết rằng trên thực tế củ đậu không chỉ dùng để tráng miệng mà còn được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh trong đông y, đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những lợi ích gì mà chúng ta sẽ nhận được khi thường xuyên ăn loại củ này sau đây quý vị nhé. Theo cổ truyền, củ đậu có vị ngọt, tính mát, có công dụng giải nhiệt, giải độc, nhuận tràng. Loại củ này có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp dạ dày được co bóp tốt, lợi cho việc đại tiện, ngăn ngừa chứng táo bón. Nghiên cứu quy học hiện đại cũng cho thấy rằng củ đậu có chứa từ 80 đến 90% là nước, 4,51% là đường glucosa, 2,4% tinh bột và nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, muối khoáng khác như sắt, canxi, phốt pho, vitamin C cần thiết cho cơ thể. Củ đậu rất giàu chất xơ, vitamin C nên còn có thể làm giảm cholesterol trong máu. Đây cũng là loại thực phẩm cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tim mạch nhờ nồng độ natri thấp và rất nhiều lợi ích tuyệt vời khác cho sức khỏe. Lợi ích thứ nhất, tốt cho não bộ. Trong củ đậu có chứa một hàm lượng lớn vitamin B6, có tác dụng giúp não bộ phát triển khỏe mạnh, biến đổi các liên kết protein thành nguồn năng lượng mà cơ thể có thể sử dụng được. Vitamin B6 cũng góp phần hỗ trợ các chức năng, hoạt động của hệ thần kinh được ổn định, giúp tạo ra các tế bào máu đỏ, gia tăng kháng thể phòng ngừa virus, vi khuẩn có hại cho sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh. Lợi ích thứ hai, giảm ốm nghén, ngăn ngừa táo bón cho bà bầu. Phụ nữ trong giai đoạn đầu mang thai thường bị ốm nghén và xuất hiện những triệu chứng như nhạt miệng, tráng ăn, ăn không ngon. Bạn hãy yên tâm, củ đậu sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Củ đậu nhiều nước có vị ngọt tự nhiên sẽ khiến người ăn cảm thấy thoải mái, tăng cảm giác thèm ăn. Không chỉ có thế, loại củ xuất hiện bạt ngàn vào mùa lạnh, giá lại quá đỗi rẻ này là một thực phẩm cấp nước dành cho làn da vào mùa đông. Vào mùa đông thì trứng cô da hoành hành, bạn rất có nguy cơ bị nảy da, viêm da cơ địa cũng như vô số chứng bệnh, biến chứng từ khô da mùa đông. Sử dụng loại củ quả nhiều nước như củ đậu để ăn vặt, tráng miệng sẽ đem lại những lợi ích quan trọng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn của thai kỳ, bệnh táo bón được coi là nỗi lo hàng đầu của các mẹ bầu. Củ đậu là loại thực phẩm giúp mẹ bầu phòng tránh hiệu quả căn bệnh này vì củ đậu có nhiều chất xơ, có tính mát, giúp đường tiêu hóa hoạt động ổn định, tránh xuất hiện tình trạng táo bón. Tác dụng thứ ba, giúp xương và răng khỏe mạnh. Một trong những tác dụng của củ đậu với sức khỏe đó là làm răng và xương chắc khỏe hơn. Hàm lượng kali và phốt pho có trong củ đậu là rất lớn. Nó giúp duy trì sự phát triển của toàn diện cả xương và răng. Tác dụng thứ tư, hỗ trợ hệ miễn dịch và tim mạch. Trong củ đậu có hàm lượng vitamin C dồi dào, có khả năng tăng cường bảo vệ hệ miễn dịch. Các thành phần chất kháng viêm và chất chống oxy hóa cao trong củ đậu cũng là thành phần quan trọng giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng như khó thở, hen suyễn. Theo các cuộc nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên sử dụng loại thực phẩm có chất xơ cao sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc loại bệnh cholesterol cao. Củ đậu là loại củ rất giàu vitamin C và đặc biệt là chất xơ nên nó có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu rất hiệu quả. Ngoài ra, nồng độ natri thấp giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch tốt hơn. Tác dụng thứ năm, giảm cân. Thực phẩm ít calo rất quan trọng đối với những người cố gắng giảm cân, đặc biệt là khi những thực phẩm ít calo này lại dồi dào các chất dinh dưỡng và chất xơ để đảm bảo cho bạn cảm thấy no. Củ đậu chỉ có 35 calo nên mỗi 100 gram chứa đầy chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều nước và chất xơ giúp bạn no lâu. Nó cũng là một món ăn nhẹ tuyệt vời để giảm sự thèm ăn của bạn và kiềm chế sự thèm ăn mà không tăng cân hoặc bất kỳ lợi ích dinh dưỡng. Hơn nữa, tình trạng kháng insulin, một nguyên nhân chính gây béo phì, có thể được kiểm soát. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột bởi một nhóm thạc sĩ gần đây vào năm 2016 cho rằng tiêu thụ củ đậu có thể làm tăng độ nhạy insulin và cuối cùng là làm giảm đường trong máu, trực tiếp làm giảm trọng lượng cơ thể của bạn. Tác dụng thứ 6, kháng khuẩn. Ngoài ra, củ đậu còn chứa vitamin B6, vitamin hỗ trợ não bộ khỏe mạnh và giúp cơ thể phá vỡ liên kết protein thành năng lượng sử dụng được. B6 cũng hỗ trợ chức năng thần kinh, giúp hình thành các tế bào máu đỏ và giúp tổng hợp các kháng thể chống lại virus, vi khuẩn bên ngoài và bên trong cơ thể. Tác dụng thứ 7, làm đẹp da.
hàm lượng nước dồi dào có trong củ đậu sẽ giúp bạn có một làn da tươi sáng, mạnh khỏe và giúp loại bỏ các vết thâm đen, tàn nhang xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Đặc biệt là thời tiết hanh khô, da bị thiếu nước khô nẻ thì bạn nên sử dụng củ đậu như một mặt nạ dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết cho da bạn. Bạn có thể thái củ đậu thành lát mỏng rồi đắp lên mặt hoặc ép lấy nước cốt rồi làm mặt nạ, bôi lên mặt trong một khoảng thời gian khoảng 15 phút. Tiếp theo bạn rửa sạch mặt với nước, sau một khoảng thời gian áp dụng, bạn sẽ thấy những thay đổi rõ rệt, da của bạn sẽ căng bóng, trắng hồng hơn, các chất độc ở lỗ chân lông cũng sẽ bị loại bỏ. Tác dụng thứ 8, tốt cho tiêu hóa. Củ đậu có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, sinh tân, trì khát, giải độc, nhất là giải độc rượu, trị chứng thường phong, hạ huyết, tác dụng nhuận tràng do nhiều chất xơ nên tốt cho tiêu hóa, giúp dạ dày co bóp tốt, lợi cho đại tiện, ngăn ngừa táo bón cho bà bầu. Tác dụng thứ 9, điều trị bệnh tiểu đường. Theo y học, chất xơ có trong củ đậu có tác dụng duy trì nồng độ đường trong máu. Tác dụng này rất tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc thậm chí có thể được xay nhỏ, sau đó lọc và uống vào mỗi buổi sáng và tối. Tác dụng thứ 10, điều trị nấm miệng. Lý do gây ra nấm miệng có thể do thiếu vitamin C, dị ứng hoặc có thể do khả năng miễn dịch. Các vitamin C trong củ đậu giống như chất oxy hóa, có thể thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi của người bị nấm miệng. Củ đậu có thể điều trị nấm miệng bằng cách uống dưới dạng nước ép. Tác dụng thứ 11, tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh. Đến thời kỳ mãn kinh, cơ thể sẽ sản sinh rất ít estrogen, thậm chí là không sản xuất. Khi đó bạn sẽ gặp phải những vấn đề như da nhăn, da khô, cũng như các cơ quan bắt đầu dễ bị tổn thương, xương cũng dễ gãy. Củ đậu có thể là một trong những thực phẩm chứa phytoestrogen nhiều nhất dành cho những người đã bước vào thời kỳ mãn kinh. Một số lưu ý khi ăn củ đậu, mặc dù củ đậu có tác dụng nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp dạ dày co bóp tốt hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng củ đậu không đúng cách có thể đem lại những bất lợi cho sức khỏe. Nhiều người nhận thấy củ đậu có nhiều chất xơ nên ăn củ đậu không ngừng nghỉ với mục đích giảm cân. Nhiều người còn cho rằng ăn càng nhiều củ đậu thì càng không bị đói, tránh dùng nạp thức ăn vào cơ thể. Tuy nhiên, đây là một cách ăn hoàn toàn sai lầm, bởi trong củ đậu có chứa nhiều nước, khi ăn củ đậu quá nhiều, thậm chí đến mức no thì dạ dày sẽ ngày một giãn ra. Khi dạ dày giãn ra thì dịch vị dạ dày sẽ tiết ra nhiều hơn, tiêu hóa thức ăn nhanh chóng hơn. Điều này sẽ làm cho ý định giảm cân của bạn khó thực hiện được. Hơn nữa, trong lá và hạt của củ đậu có chứa retinol và tepoxin rất độc, có thể khiến cho cơ thể trúng độc, co giật, đau bụng, loạn nhịp tim, suy hô hấp. Do đó, mặc dù củ đậu rất ngon và bổ dưỡng, nhưng phần lá và hạt là bộ phận mà bạn không nên ăn. Quý vị thân mến, như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, thì củ đậu là một loại thực phẩm rất phổ biến và được khuyến khích dùng nhiều vào mùa đông. Ngoài củ đậu, có một số loại trái cây và rau quả nên ăn trong mùa đông, bởi những loại quả này đều chứa dưỡng chất và chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn tránh bị cảm lạnh hoặc dị ứng vào mùa đông hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe. Chúng ta cùng tìm hiểu xem đó là những loại quả nào quý vị nhé. Thứ nhất, cam quýt. Trong những loại trái cây nên ăn trong mùa đông giá lạnh thì những loại thuộc họ cam quýt đứng đầu bảng, bởi vì chúng có chứa một lượng rất lớn vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh các chứng bệnh thông thường vào mùa đông như cảm cúm, viêm họng, cảm lạnh. Không chỉ vậy, các loại trái cây thuộc họ cam quýt còn chứa canxi, phốt pho, carotin và axit citric có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, nên thưởng thức trái cây thuộc họ cam quýt 1 giờ trước khi ăn hoặc sau khi uống sữa để không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Thứ hai, lựu. Lựu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa cao, được xem là một trong những loại quả tốt nhất vào mùa đông. Lựu có tác dụng chống ung thư, có lợi cho tim và những người bị kiệt sức. Lựu cũng là nguồn cung cấp vitamin A và vitamin C hữu ích cho một làn da sáng bóng. Bạn có thể sử dụng hạt lựu cho các món salad hoặc ép lấy nước uống hoặc dùng cho món tráng miệng. Nước ép quả lựu rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa cùng với chất xơ và các hợp chất có giá trị khác có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim, thúc đẩy lưu lượng máu lưu thông tốt hơn, giảm nguy cơ bệnh mạch vành, thiếu máu cục bộ, ngăn ngừa thiếu máu cơ tim. Thứ ba, lê. Quả lê là một trong những loại quả trái cây mùa đông, có chứa nguồn tuyệt vời chất xơ và một nguồn vitamin dồi dào. Tuy nhiên, hầu hết các vitamin C cũng như các chất xơ chứa bên trong vỏ của quả lê. Vì vậy, không gọt vỏ quả lê để tránh bỏ lỡ hầu hết các chất dinh dưỡng từ quả lê. Quả lê thường chứa nhiều chất sắt và chất dinh dưỡng chống oxy hóa, giàu vitamin C nên có tác dụng quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống miễn dịch của cơ thể con người, tốt cho người bị tiểu đường, ngăn ngừa tình trạng viêm thận, chống thiếu hụt kiềm trong máu, ngăn ngừa dị ứng và các bệnh về da khác, ngăn ngừa viêm đại tràng, v.v.
Thứ tư, táo. Táo cũng là một trong những hoa quả mà bạn và người thân nên ăn thường xuyên vào mùa đông, bởi đây là một loại quả chứa nhiều carbon hydrate và phốt pho, có thể cải thiện chứng táo bón và tiêu hóa, giúp bình ổn lượng đường trong máu, phòng ngừa chứng bệnh xoài thận. Táo bón còn là một loại quả có khả năng giữ nhiệt cho cơ thể. Không nên ăn táo trước bữa ăn vì nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới việc hấp thụ thức ăn. Thứ năm, đu đủ. Đu đủ chứa rất nhiều vitamin A, không những là thực phẩm bổ mắt mà còn giúp tăng cường vẻ đẹp cho làn da của bạn trong mùa đông. Trong đu đủ có chứa các enzyme papain, đây là enzyme có tác dụng phân hủy các protein không hoạt động, thanh lọc làn da. Ăn nhiều đu đủ trong mùa đông không những giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn khiến làn da của bạn trở nên trẻ trung, căng mịn hơn. Ngoài ra nhiều chị em còn dùng đu đủ làm mặt nạ chăm sóc da vô cùng hữu hiệu. Lưu ý đối với những người bị đau dạ dày thì không nên ăn đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh, bởi vì trong nhựa đu đủ có nhiều chất papain, chất này sẽ làm mòn niêm mạc dạ dày. Đu đủ tốt nhất khi được ăn sau bữa ăn khoảng 1 tiếng. Quý vị thân mến, hy vọng những thông tin an tâm sống khỏe đã chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp quý vị biết thêm được những loại trái cây hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe gia đình mình trong mùa đông sắp tới quý vị nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.